Dạ Vũ chào cả nhà, hôm nay Vũ lại cùng với mấy anh em trong nhóm từ thiện Họ Đạo Cao Đài thị xã Cai Lệ tỉnh Tiền Giang đến để hỗ trợ với gia đình để tưởng niệm cho cô Nguyễn Thị Sinh 88 tuổi tại khu phố Mỹ An, phường Dị Mỹ, thị xã Cai Lệ tỉnh Tiền Giang. Và bây giờ Vũ mời cả nhà cùng với mấy anh em của Vũ vào bên trong để tưởng niệm cho cô nhé. Và đừng quên cả nhà khi xem cho Vũ và mấy anh em xin một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký và một lời cầu nguyện để hương linh của cô được siêu thoát nha cả nhà. Vũ cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ.